Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch nha. Tuấn sẽ hướng dẫn cho những anh em cách ốp lát cái đường chân và cái nhà vệ sinh của nó không có vô ke thì mình ốp lát mình lấy lại nha anh em. Dù cái nhà vệ sinh nó mất ke 2 cho tới 3 phân rồi Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em lấy cách lấy lại nha. Trên màn hình anh em thấy số 1 là ngoài cửa, Tuấn nhìn hướng cửa nè là số 1 nha, và số 2 là cái vách dài, số 3 là cái vách trong, và cái số 4 là vách bên hộp kỹ thuật và hộp gen nha. Thì khi vô cái toilet anh em không biết nó mắc kè cái bước nào thì Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em làm. Cứ lấy cái bước nào mà dài nhất thì anh em làm cho nó thẳng đi. Là cái bước dài, bước số 2 và bước số 4 nó sẽ dài. Em cứ ốp viên gạch một phân ra 5 ly hồ dầu, một bước số 2 và bước số 4. Cứ lấy đúng một bước số 2 trước, anh em ốp cái bước số 2 trước nha. Em ốp cái đường chân cái bước số 2 thẳng rồi. Bắt đầu anh em ốp tới cái bước số 3 nha. Vì cái bước số 3 nó có hai viên gạch thôi. Để ngắn thì mình sẽ lấy kè loại nha. Rồi cái bước số 3 là cái viên nguyên. Sẽ ốp cái viên nguyên đó vô thì Tuấn sẽ đặt kè. Nó bên nào nó gãy kè. Mình sẽ ốp đầu mỏng và đầu dày nha anh em. Vì nó có hai viên thôi. Nhưng thì mình sẽ đóng cho nó nhẹ hơn. Rồi khi anh em đóng cái bước số 3 xong rồi, mình sẽ bóp qua cái bước số 4 nha anh em, bóp kè qua bước số 4 nha. Cái gì cái bước số 3 và số 1 á, ngay cửa nhìn vô là nó nằm cái viên nguyên nha anh em. Mình đo từ ở trong tường ra cái bước số 2 ra ra ngoài số 1 á là nó sẽ 60. 60 nha anh em. Và cái bước số 3 đã có viên gạch 60 rồi. Lấy hai đầu và lấy cái ron ngay chỗ bên bước số 2 thì mình bóp kè qua bước số 4 thôi nha. Lấy máy laser mình bắn qua. Số 4 mình chạy theo giống cái bước số 2 thì nó sẽ ăn ron thôi. Giờ Tuấn cũng nói thêm luôn nha. À, cái bước số 3 nó ngã nhiều quá, nó bị gãy ke mà tới 5 cho tới 7 phân. Một là anh em tô lại chứ nhiều quá mình làm không nổi. Hai á, thì nếu mà nhà tư nó bị xéo vậy đó. Xéo thì người chủ nhà người ta kêu để luôn á. Em cũng lấy y như vậy như Tuấn. Viên cuối cái bước số 2 và bước cái số 4 á. Để đầu lớn đầu nhỏ thì Tuấn sẽ quay qua đây vẫn làm cho anh em dễ hiểu nha. Khi anh em mà nó vô ke rồi anh em làm á, vô ke á, thì nó sẽ cái viên cắt á, thì sau này anh em lót nè nó sẽ ngay nhìn qua cái bước số 4 kìa. Đầu ở trên nó có cái mũi tên màu trắng và dưới đây có mũi tên màu vàng. Sau này anh em cắt cái viên này nó sẽ đều, cũng như là 30 thì nó sẽ đồng loạt 30 luôn thì nó sẽ đều và sẽ đẹp. Nếu mà bước cái số 4 nó bị gãy ke 5 cho tới 7 ly á thì anh em vẫn bóp ke bình thường, thì anh em ốp vô ron. À, có một cái ở tên mũi tên trắng á, trên bước số 4 á, mũi tên trắng và mũi tên vàng thì nó sẽ cái viên lớn và nhỏ nha anh em. Là những cái nhà tư thôi. À, cái góc nhà người ta bị xéo người ta mới làm vậy thôi. Em thấy không, cái đầu bên đây nè, cái bước số 3 nè, anh em coi cái đường ron bên cái bước số 2 và bên số 4 nè, nó sẽ đều anh em thấy không? Cái này là cắt ra 37 là nó sẽ 37 đều hết. Cái bức nhỏ nó xéo á, thì nó sẽ sau này cắt xéo theo thôi. Con thì mình vẫn ăn nha. Là trường hợp nhà xéo, còn anh em bóp ke thì nó sẽ vô thôi. Thì nó sẽ đẹp hơn. Sẽ xéo như cái hình ở trên tấm vẽ nha. Đầu lớn đầu nhỏ nha anh em. Mà anh em xem tấm đóng nha.
Thank you.